Xin chào tất cả các bạn, chào mừng mọi người quay trở lại với channel YouTube về Business và Lifestyle của SinPhạm. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 3 bước để khởi động cho cả thân trên và thân dưới. Trước khi bắt đầu video lần này thì mình muốn khoe với mọi người một món quà mình chuẩn bị nhân dịp 500.000 sub để tặng cho anh Thế Anh, cameraman của channel YouTube SinPhạm, người đã giúp cho chúng ta có những thước phim cực kỳ đẹp ở trên channel này. Một chút nữa qua nhà anh Thế Anh thì mình sẽ cho mọi người xem chi tiết món quà này. Nhưng mà bật mí trước, đây là một chiếc TV cực kỳ xịn, 55 inch 4K đến từ KUKA. Mọi người thấy quà đỉnh không? Quá tinh tế. Hay ho thế nào thì một chút nữa mình sẽ chia sẻ với mọi người. Còn ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với nội dung chính của video ngày hôm nay đã. Để bắt đầu thì mình muốn hỏi mọi người một câu là đã bao giờ các bạn cảm thấy đau nhức khó chịu ở các khớp, ví dụ như là khớp vai chẳng hạn, khi chúng ta thực hiện các động tác đẩy kéo như là đẩy vai overhead press, đẩy qua đầu, hay là hông khớp gối khi chúng ta thực hiện các động tác như là deadlift hay squat chẳng hạn, hay đơn giản là cảm giác mỏi căng cứng ở cơ bắp khiến cho bạn cảm thấy thiếu linh hoạt, khó khăn để di chuyển qua hết biên độ của động tác. Nếu rồi thì khả năng cao là do các bạn chưa thực sự khởi động kỹ trước mỗi buổi tập. Mục đích chính của việc luyện tập là giúp cho chúng ta có thể giảm thiểu tối đa rủi ro bị chấn thương, cũng như giúp cho cơ bắp vận động hiệu quả hơn khi tập. Chúng ta hay nói là khởi động để cho ấm người do hãng tập, và đúng nghĩa đen là như vậy. Chúng ta khởi động thông qua việc vận động cơ bắp để làm cho người ấm lên. Các nghiên cứu khoa học cho thấy việc active warm up hay chủ động khởi động sẽ giúp làm tăng nhiệt độ. Và đây chúng ta sẽ quan tâm đến nhiệt độ ở bên trong cơ thể, hay còn gọi là core temperature, và nhiệt độ ở cơ bắp hay còn gọi là muscle temperature. Nhiệt độ tăng lên ở cơ bắp giúp giảm đi sự căng cứng ở cơ bắp và các khớp, tăng cường khả năng truyền tín hiệu thần kinh để điều khiển cơ bắp và khả năng giải phóng năng lượng của cơ thể. Khởi động giúp tuần hoàn để máu vô oxy đi khắp cơ thể, nâng cao mức tiêu thụ oxy tối thiểu, từ đấy nâng cao khả năng vận động yểm khí khi luyện tập, tập khỏe hơn, tập có sức hơn. Nghiên cứu còn cho thấy mỗi 1 độ C cơ bắp ấm lên có thể nâng cao hiệu quả vận động lên từ 2 đến 5% tùy bài tập. Ngoài ra, trao đổi chất bên trong cơ bắp tốt hơn cũng góp phần giúp cơ bắp sinh ra nhiều sức mạnh hơn. Không chỉ giúp mình chuẩn bị thể chất sẵn sàng, khởi động còn giúp chúng ta chuẩn bị cả mặt tinh thần, một yếu tố rất quan trọng cho luyện tập. Trước khi vào thi đấu, các vận động viên thường khởi động rất kỹ, không phải lúc nào cũng chỉ để làm nóng người, mà nó cũng là một chiến thuật để giúp vào zone nhanh hơn cũng như tập trung hơn, đồng thời tự khích lệ bản thân tự tin hơn. Và để làm được điều này, phần khởi động trước mỗi buổi tập của chúng ta sẽ có 3 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất mình gọi nó là light cardio. Mục tiêu của giai đoạn này là sử dụng các bài tập cardio nhẹ nhàng để làm nóng người, nâng cao nhiệt độ bên trong cơ thể cũng như ở trong cơ bắp. Ở đây các bạn có thể đi bộ nhanh trên máy hay đạp xe nhẹ nhàng từ 5 cho đến 10 phút để khi cảm thấy nóng người và hơi toát mồ hôi một chút là được. Cường độ duy trì trong khoảng 40 đến 60% VO2 max, tương đương với nhịp tim trung bình tối thiểu giờ vào khoảng 120 BPM dành cho các bạn trong độ tuổi 20 như mình. Chỉ là khởi động để không cần cục xúc, đừng để quá mất sức không cần thiết, đâm ra mệt và giảm hiệu quả buổi tập chính. Giai đoạn 1 này rất quan trọng, nó giúp đưa máu và oxy đi khắp cơ thể, qua đó nâng cao mức tiêu thụ oxy tối thiểu và nhiệt độ cơ thể lên, tối ưu cho hoạt động. Đặc biệt là nếu các bạn hay tập vào sáng sớm giống như mình, khi core temperature, nhiệt độ cơ thể nó thường thấp, hay là đặc biệt trong mùa đông như ở Hà Nội ngay bây giờ ấy, thì rất cần một chút cardio như thế này để nâng cao nền nhiệt cơ thể lên. Và có rất nhiều hình thức cardio để lựa chọn. Nếu phòng tập không quá xa thì đi bộ đến phòng tập cũng có thể coi là một hình thức cardio thay vì đi bộ máy. Hay nếu muốn rút ngắn thời gian khởi động thì mình cũng thường hay chọn các bài tập như là high knee tap, jumping jack, mỗi bài tập từ 3 cho đến 4 vòng và mỗi lượt thì tập 2 cho đến 30 giây là cũng thấy ổn rồi. Sau khi nóng người, đến giai đoạn 2 chúng ta sẽ cần thực hiện dynamic warm up để bôi trơn các khớp, tăng độ linh hoạt cho cơ và khớp trước khi vào luyện tập. Trong giai đoạn này thì các bạn sẽ muốn thực hiện các động tác dynamic stretching hay giãn cơ động. Trước đây thì mình đã làm một vài video về stretching rồi, và như các bạn đã biết, stretching giãn cơ sẽ giúp mình kéo giãn các sợi cơ bị căng cứng, có thể là do các buổi luyện tập trước đấy, để trả lại sự linh hoạt cho chúng. Ngoài ra, dynamic stretching còn giúp chúng ta có thể bôi trơn các ổ khớp để chúng hoạt động mượt mà và trơn tru hơn. Chính vì vậy, bước khởi động này rất quan trọng, không chỉ để nâng cao hiệu quả luyện tập mà còn giúp chúng ta có thể tránh khỏi chấn thương, giữ cho cơ khớp được khỏe mạnh. Cho phần thân dưới, ở giai đoạn này mình thường bắt đầu với leg swing, là chân trước sau trái phải để mở khớp hông theo tất cả các trục, vừa giãn được cả qua đùi và mông. Mỗi hướng thực hiện từ 10 cho đến 15 rep. Với các động tác sử dụng nhiều thân dưới như squat hay deadlift thì độ linh hoạt của hông rất quan trọng để thăng bằng và ổn định chuyển động. Sau đó thì mình hay tiếp tục với các động tác side squat, đẩy qua đẩy lại người sang hai bên, duỗi thẳng chân để giãn được cơ bắp cũng như dần khởi động khớp gối. Rồi cuối cùng thì mình sẽ thực hiện cả deep squat nữa, tức là mình sẽ squat không có tạ nhưng mà xuống sâu hết cỡ có thể để giãn cơ và mở khớp. Còn phần thân trên thì mình thường đặc biệt chú ý tới phần ổ khớp vai, vì đây là một khu vực rất phức tạp và cần được warm up kỹ. Các bạn tập đẩy hay kéo thì cũng cần khớp vai phải hoạt động thật trơn tru. Đầu tiên thì có thể vừa đi vừa arm circle, xoay tay về phía trước và rồi xoay tay về phía sau 10 cho đến 15 vòng. Ngay sau đấy thì mình sẽ sử dụng một bảo bối cực kỳ lợi hại để khởi động, đó chính là dây kháng lực, rồi thực hiện luôn shoulder dislocation, cầm hai đầu dây kháng lực xoay khớp vai từ trước ra sau. Nếu các bạn không cho được tay ra hết phía sau thì chỉ cần đi hết độ linh hoạt của mình thôi. Dần dần vai mở tốt hơn thì sẽ cho tay được ra phía sau. Bài này sẽ giúp mình bôi trơn khớp vai, kích hoạt rotator cuff để ổn định chuyển động của vai, cũng như kéo giãn các cơ bắp ở phần mặt trước và mặt sau ở phần thân trên.
Sau đó mình chuyển sang kéo dây ở phía trước ngực để khởi động lưng trên, vai sau. Ngược lại, các bạn cũng có thể cho dây ra phía sau và kéo lên phía trước. Một động tác khởi động yêu thích nữa của mình là mình sẽ kẹp một đầu dây ở phía dưới chân, sau đó để tay vuông góc với người, rồi kéo dây lên. Bài tập này cũng sẽ rất tốt để chuẩn bị cho khớp vai, thực hiện các động tác đẩy qua đầu hay cánh tạ sau lưng. Khi khởi động thì các bạn hãy thật bình tĩnh để tập trung được vào chuyển động của cơ và khớp. Khởi động như vậy giúp mình di chuyển khớp vai linh động theo tất cả các trục cần thiết. Và các bạn hãy thực hiện mỗi động tác bên trên từ 10 cho đến 15 rep. Và cái dây kháng lực mình sử dụng cũng rất là nhẹ, chỉ cần 15kg thôi, và nhẹ hơn cũng được. Nhưng động tác khởi động này thực sự rất quan trọng nên mọi người tuyệt đối đừng bỏ qua. Nếu các bạn bị đau, bị nhức, bị khó chịu, thường là ở khớp vai, khớp gối hay là hông, thì khởi động kỹ bước này chắc chắn các bạn sẽ thấy được sự khác biệt rõ rệt luôn. Khởi động kỹ xong bước này tập thực sự là mượt hơn rất nhiều. Mình cũng không biết miêu tả như thế nào nữa, nhưng các bạn cứ thử đi, tin mình chắc chắn là sẽ khác. Bước khởi động cuối cùng trước khi vào tập thì sẽ khởi động bằng chính các động tác mình chuẩn bị tập. Mục đích của giai đoạn 3 là giúp đánh thức hệ thần kinh truyền tín hiệu đến những nhóm cơ bắp cần thiết cho bài tập, qua đó nâng cao cảm nhận và kết nối đến cơ bắp. Ví dụ như trong buổi tập thân dưới mình tập squat thì mình sẽ khởi động với squat ở mức cân 20, 40 đến 60% cân nặng tập thực sự, tập trung vào kỹ thuật, tốc độ và cảm nhận của động tác, làm sao để nó y hệt như lúc tập thật. Các bạn khởi động càng chuẩn thì lúc tập thật sẽ càng chuẩn. Tương tự như khi tập thân trên, đẩy vai, đẩy ngực mình cũng áp dụng phương pháp này. Nó thực sự giúp mình sẵn sàng hơn cả về mặt thể chất lẫn tinh thần, xây dựng sự tự tin của mình trước khi vào tập. Khởi động mượt như thế nào và tập tự tin x10 luôn. Còn với calisthenics thì bước này đơn giản hơn rất nhiều. Thường thì mình sẽ vào tập luôn, nhưng nếu các bạn tập với tạ thì chúng ta cũng sẽ cần phải khởi động tương tự. Có một điều thú vị nữa mình phát hiện ra thực tế luôn, đấy là khi khởi động, nếu mà mình tập với tốc độ chậm và ê á ấy, thì y rằng lúc tập thật mình không thể nào bứt lên được. Thế nên là mình đã rút kinh nghiệm, mình muốn tập như thế nào thì mình khởi động y hệt như thế, build dần cái tốc độ và cảm nhận cơ bắp lên và bảo cho cơ thể là đây là cái cách mình muốn tập. Thế nên các bạn hãy nắn chỉnh động tác của mình ngay từ khi khởi động, vừa đỡ mất sức vừa giảm rủi ro chấn thương. Ok, và đó là 3 bước để khởi động một cách hoàn chỉnh. Nói thì có vẻ rườm rà và hơi lâu, nhưng mà thực sự lúc khởi động 10-15 phút thì trôi qua rất là nhanh thôi, và đảm bảo là nó sẽ giúp các bạn luyện tập hiệu quả hơn rất là nhiều. Thế nên đừng tiếc vài phút để khởi động. Mình biết có rất nhiều bạn không khởi động mà vào tập thẳng luôn, bởi vì mình cũng đã từng như vậy. May mắn là chưa bị chấn thương nào nguy hiểm hay nghiêm trọng cả. Hy vọng là sau cái video lần này, khi mà chúng ta đã nắm được vai trò và tầm quan trọng của việc khởi động thì sẽ không có ai bỏ qua việc khởi động nữa. Còn bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi xem cái món quà mà mình đã mua tặng cho anh Thế Anh nhé. Đi thôi. Hiện tại thì mình đang có mặt ở nhà anh Thế Anh và bọn mình vừa mới setup xong cái tivi này ở phòng khách. Quá đẹp luôn. Ông ý thì vừa mới chuyển về cái nhà này ở thôi, thiếu đúng một cái tivi nên nhân dịp 500.000 subscriber của mình mua tặng luôn ông ấy cái tivi này. Tivi Kuka 55 inch 4K. Lý do đầu tiên mình chọn mua cái tivi này là bởi vì thiết kế của nó quá đẹp, thiết kế không viền, mỏng dính luôn, và có logo branding ở dưới cằm này cũng chỉ một chút thôi, nhìn tổng thể rất là hiện đại và cực kỳ hợp với cả nội thất căn nhà này. Hai anh em mình kiểu hợp gu nội thất ấy. Thế là lắp xong cái tivi lên kiểu trầm trồ từ nãy giờ, bảo đẹp quá. Thế là cứ khen nãy giờ ấy chứ. Lý do thứ hai để mình mua cái tivi này là bởi vì hình ảnh hiển thị của nó rất là đẹp, cực kỳ tuyệt vời luôn. Sau khi xem rất nhiều review ấy, mình biết là cái tivi này được trang bị công nghệ Camelon Extreme 2.0 với cả HDR 10 bit nữa. Hình ảnh 4K cực kỳ đẹp và sắc nét. Màu sắc thì như mọi người có thể thấy đấy, rất là tươi và sống động. Chi tiết vùng sáng vùng tối cũng rất là tốt. Nên là mình nghĩ tivi này mà để kiểu xem phim hay giải trí kiểu chơi game ấy, miễn bàn thôi rồi luôn. Ngoài ra cái màn hình này nó còn có cả anti-flick ấy, kiểu chống nháy màn hình. Cái này là kiểu tinh tế của mình chọn anh Thế Anh ấy, tại vì anh Thế Anh phải nhìn màn hình rất là nhiều, quay phim rồi edit phim. Thế nên là tivi mà nó bị màn hình kiểu hiển thị kém hay là chất lượng màn hình nó không tốt ấy, xem sẽ rất là mỏi mắt, thì cái anti-flick này sẽ giúp mình bảo vệ đôi mắt của mình tốt hơn và xem lúc giải trí cũng sẽ dễ chịu hơn. Hay không? Xong cái tivi này nó cũng được trang bị cả Android 10 cùng với cả Google Assistant ấy. Các bạn cầm điều khiển bấm nhá, hoặc không cần bấm luôn. Hey Google, open YouTube, tiếng Anh hay tiếng Việt đều được hết. Bật ngay YouTube. Đây này. Hy vọng là từ lúc có con tivi này thì anh Thế Anh sẽ chịu khó bật YouTube xin phạm hơn để tập theo cho mau giảm cân. Mà kênh của mình nhá, toàn mua nhạc xịn luôn, nghe về cái dàn loa tích hợp ở đây, Dolby cùng với cả DTS, miễn bàn. Nói chung là không chỉ trải nghiệm hình ảnh mà cả trải nghiệm âm thanh cũng rất là tốt, ngoài mọi sự kỳ vọng và mong đợi của mình luôn. Một chiếc tivi quá tuyệt vời trong tầm giá tiền đấy. Bây giờ chỉ hy vọng là anh Thế Anh có thể sắm thêm một chiếc PS5 để thỉnh thoảng mình sang ké chơi nữa là ngon, hoàn hảo. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm về chiếc tivi Kuka này thì mình sẽ để link ở phía dưới phần mô tả. Cuối cùng như thường lệ, đừng quên like cũng như subscribe để tiếp tục luyện tập cùng Xin Phạm.